nhớ người cũ đã ra đi đi chẳng ai về. Họ anh là con nhện mồ côi không cành vắng lười đề với tơ lòng. Mấy ơi đừng đợi đừng mong, thuyền đã thành đèn mà qua sông lâu rồi. Hay quá. Em cứ như sống lại trong một cái tuổi thơ mà nhớ là đang ngồi bên bà ở một cái chương trình đại nhạc hội, một chương trình của một đoàn hát về lại miền Nam. Hay quá anh ơi. Bây giờ đọc sơ thơ khán giả chút xíu nha. Con Kimberly Nguyễn ở Georgia muốn yêu cầu Lan và Điệp. Con rất thích chương trình của chú Đỗ Thanh và nhất là những bài ca cổ nhạc. Hôm nay chị Bình Trang và chú Phương hát hay quá. Cảm ơn con rất là nhiều. Chị Trinh gọi từ Georgia. Chị Trinh rất thích cổ nhạc. Chị yêu cầu bài Lan và Điệp của hai nghệ sĩ Bình Trang và Minh Phương. Chị Phương ở còn nữa. Chị Phương ở Massachusetts. Chị của nghệ sĩ Minh Phương đúng không? Đang coi chương trình Đỗ Thanh, mong Minh Phương hát tặng chị một bài nào cũng được. Hay quá vậy. Anh Vincent đến từ Colorado Denver, lúc nãy nghe Đỗ Thanh nói về bài Dạ Khúc Cổ Hoài Lan. À, dạ thưa, đó là bài Dạ Cổ Hoài Lan ạ. À, Dạ Cổ Hoài Lan làm anh cũng nhớ đến ca khúc đó, nên nhờ một trong hai nghệ sĩ có thể hát vài câu để tặng anh không? Cảm ơn Đài Hồn Việt TV rất nhiều. Chị còn nữa, chị Mai Hương ở Tennessee rất thích chương trình Đỗ Thanh Live Show. Chị đang coi chương trình rất là hay. Chị có lời muốn hỏi hai anh Hoàng Phúc và Lê Khiêm có ra CD hay không để chị liên lạc mua ngón đàn tuyệt vời. Anh Hoàng Phúc có không? Dạ có. Bây giờ như thế này, quý khán thính giả liên lạc về em hết đi cho thấy dễ. Anh Phương, anh Minh Phương cũng có một cái album mới hay lắm, Sầu Vương Ý Nhạc. Trong đó có Võ Đông Sơ, có Quán Nửa Khuya, Máu Nhuộm Sân Chùa, có Nỗi Buồn Hoa Phượng, Sầu Vương Ý Nhạc, Tàu Đêm Năm Cũ, Người Em Xứ Thượng, rất là hay. Chị Bình Trang sao rồi? Cái nhạc đây nữa ông bầu. Rồi tiếp nha. Anh Trung từ Kansas là thính giả trung thành của Hồn Việt TV. Anh xem chương trình Đỗ Thanh Live Show, anh và gia đình rất thích. Có nhiều khía cạnh nghệ thuật khác nhau. Nghệ sĩ hôm nay tuyệt vời. Anh Minh Phương bỏ Florida về Cali có buồn không? Dạ không. Cali đi về đi dễ khó dễ. Chú Trân thích tiếng hát của Bình Trang trong DVD của Đỗ Thanh. Vậy hôm nay Bình Trang có CD riêng tiếng hát của chính mình hay không? Dạ, Bình Trang chưa có làm, xin hẹn là lần sau. Rồi. Lát nữa thì Bình Trang cũng sẽ ca một bài cũng có trong cái DVD của Đỗ Thanh. Dạ, quý vị nhớ đón nghe nha. Dạ, cứ ra CD liên lạc về em. Chị Tiên ở Hilo, Hawaii rất thích chương trình hôm nay. Chị đang xem TV, rất thích cổ nhạc và chúc đài luôn thành công. Chị thương Đài Hồn Việt lắm. Xin cảm ơn chị Tiên từ Hilo, là một người bạn trên Facebook cũng khá thân quen với em. Chú Trân Lộc ở Indiana, Hồn Việt là đài của người Việt xa quê, nên lúc nào chú cũng kêu gọi bạn bè ủng hộ và chúc Hồn Việt luôn sức khỏe thành công. Còn rất nhiều thơ của quý khán thính giả đang gọi về, và trong lúc anh em nghệ sĩ nghỉ giải lao trong vòng vài phút để gửi đến quý khán thính giả những cơ sở thông tin đã bảo trợ cho chương trình này, thì lúc này cũng là lúc để quý vị có thể gọi về và đặt những câu hỏi để cùng chia sẻ trong chương trình hôm nay. Số điện thoại đang hiện trên màn ảnh là 714-933-7877 và đây là chương trình Đỗ Thanh Live Show trên Hồn Việt TV. Cảm ơn quý vị. Chào mừng quý khán thính giả trở lại với Đài Hồn Việt TV 2078. Và đây là chương trình Đỗ Thanh Live Show. Cảm ơn sự thương mến theo dõi của quý vị từ những email qua dothanhvnradio@yahoo.com cho đến trung tâm Đỗ Thanh trên Facebook và ngay cả số điện thoại 714-933-7877 933-7877 để quý vị cùng gọi về và cùng tâm tình với anh em nghệ sĩ hôm nay. Bà Tư ở Miami, Florida được biết rằng Đỗ Thanh sẽ về Miami, Florida trong chương trình khánh thành tu viện Hương Hải. Gia đình sẽ đi ủng hộ DVD.
Dạ thưa đúng ạ, không những chỉ có con về không mà đặc phái viên của Đài Hồn Việt TV sau cái chương trình tối đêm nay là con sẽ đáp chuyến bay đến Miami, Florida. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật sẽ quay những hình ảnh thật là đẹp tại nơi này. Quý vị nhớ đón xem trên Đài Hồng Việt vào tuần tới quý vị nhé. Và còn có Vũ Luân, có Nguyễn Hồng Nhung, có Hương Thủy và rất đông anh chị em nghệ sĩ trong chương trình khánh thành chùa Hương Hải tại Miami, Florida. Chú Quỳnh Ngọc Bửu ở Washington, Seattle, chú và gia đình rất thích Đài Hồng Việt TV, những nẻo đường Việt Nam với giáo sư Song Thuận. Thưa chú, cảm ơn chú đã gửi một cái email rất là dài. Và không phải không những chỉ có chú và gia đình thương chương trình đó, mà đây cũng là một khán giả của con nữa đây là nhạc sĩ, nghệ sĩ Minh Phương. Thường xuyên luôn. Dạ thường xuyên. Chú Hoàng ở Washington DC. Dạ thưa chú, được biết Đỗ Thanh sẽ về Washington DC vào ngày 26 tây tháng 9. Chương trình với cộng đồng người Việt cùng với Duy Trường và một dạ thưa đúng ạ, 26 tây tháng 9 sẽ có một chương trình nhạc hội tại Washington DC. Và bên cạnh đó cũng có đặc phái viên của Đài Hồn Việt TV sẽ cùng đi với con. Và chắc chắn con sẽ ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng và đại nhạc hội tại nơi đây để cùng chia sẻ trên đài. Anh Dũng ở South Carolina sẽ tổ chức chương trình nhạc hội vào ngày 19 tây tháng 9 ở tại South Carolina để xây dựng chùa Phổ Quang. Chắc chắn rằng Đỗ Thanh và anh em nghệ sĩ sẽ có mặt trong chương trình này. Và bên cạnh đó thì cô Mỹ Lệ sẽ khánh thành điện Mỹ Lệ tại Houston, một cái điện Mỹ Lệ thật là đẹp, thật là sang trọng để tất cả mọi người về tu học vào ngày 27 tháng 9. Và chắc chắn những hình ảnh này Đỗ Thanh sẽ có mặt và ghi lại để chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì hồi nãy có một ai yêu cầu bài đó quên rồi, anh Vincent từ Colorado Denver, anh nói là anh nhớ tới cái bài Dạ Cổ Hoài Lan. Thì thôi bây giờ nhân ngón đàn tuyệt vời của anh Hoàng Phúc ở đây, em sẽ mời anh Hoàng Phúc đàn để tặng anh và gia đình cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình trên Hồn Việt TV hôm nay. Xin mời anh Phúc. Quá. Bây giờ Đỗ Thanh sẽ trước khi là đọc thêm thơ của khán giả ha. Bây giờ sẽ mời bây giờ mình nhường cho khách trước đi chị Bình Trang. Đồng ý không ạ? Anh Minh Phương về đây sẽ bị Đỗ Thanh bắt cóc còn nhiều lần nữa. Đó là ngày hôm nay em còn nói thêm về những tuồng tích hương xa và lịch sử của vở Thái Hậu Dương Vân Nga như những trang phục trong những vở hương xa đó. Nhưng mà thôi, mình nhường giờ để quý khán thính giả sẽ thưởng thức, để em sẽ nói về cái lịch sử cũng như tuồng tích này sau quý vị nha. Mời anh Minh Phương đi. Dạ. Cảm ơn Đỗ Thanh. Vâng.
Cảm ơn Bình Trang đã nhường cho khách. Em gái của Bình Phương. Vâng, vâng. Cảm ơn anh Kim và ông Hoàng Phúc. Liên tục chương trình đáp lại cái tình mà chị Phương, em chưa dám điện chị với anh Tài. Thì chị đã xem là điện với em rất sung sướng. Và khi đi hương mùa thu thì chị rất thích nghe Minh Phương ca Cánh Cỏ Sông Hàn. Ồ, cầu đó lâu thì lắm hôm rồi. Nay thì để đáp lại tấm chương trình đó và đáp lại chương trình Đổi Thanh đã mời mình lên đây, xin gửi đến quý vị ba câu giọng cổ được trích trong tuồng Cánh Cỏ Sông Hàn giai Trần Dinh. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ thưa bà, tôi xin bà đừng gọi anh em bắt trói, hãy để cho kẻ này được nói một vài câu. Bà ơi, tôi chỉ là một kẻ đang đi tìm ngôi mộ hoang không khói hương, được chôn vùi bên kia đứng đồi, hận thương sâu xé trái tim tôi, quán thương thân phận đã vì ai gieo khổ đau, tại vì ai ông quên cội quên nguồn. Qua xa là ông là ai tên tôi chi? Dạ không không, bà ơi tôi không phải là người ta, cũng không tên không tuổi, mà tôi chính là một con thú điên đang bơ vơ lạc lòng bốn phương trời. Mà ai ai cũng lánh xa tôi như kinh sợ tử thần, ngay cả kẻ đã ban cho tôi quyền gì cũng khinh tôi bất tài nên xua đuổi tôi đi. Biết về đâu với một thân trơ trọi, tôi phải lần về nơi lối cũ đường xưa. Rồi tôi dừng lại nơi đây, cái nơi mà năm đất lành đã vùi chôn mãi mãi tôi tùng già. Không phải là một người vừa hay tin xét đánh, mà chính tôi đây là một tội nhân đã làm sụp đổ trong tim một tấm mỹ hình cao cả, rồi gây ra bao thảm cảnh chê. Chính tôi đã làm cho đất lỡ trời long và ngược đảo mọi đường về, như chiếc lá úa tàn trong cơn gió lốc vội lìa cành không biết tôi là đâu. Bước đường cùng tôi tha thiết nhớ mồ cha nên mới lặng lẽ bước qua con đường độc đạo. Đêm nay không được quỳ bên ngôi mộ thì làm sao sống được cuối đêm này. Thờ để ngứa những cạn cái gì vi quang, nó dẫm lên mọi thứ tình thương và đi đi mãi vào con đường tâm tôi, để rồi đến khi sương mờ văng binh lối nó mới hay rằng mình cô độc bơ vơ muốn gào to
thì cổ nó đã khàn hơi, vì chính nó đã bán máu tim mình cho kẻ khác. Kẻ thù tôi là những bàn tay đầu độc đang dùng tiền ra mua chuộc thế hồn mình. Và giờ đây chính tôi, chính một trần chính này, lại chân thân vào con đường sương gió. Đến nay tôi muốn được quỳ bên ngôi mộ đông nén nghe hương tàn để sưởi ấm lòng cha. Em không biết nói gì hơn nữa, đáng lẽ có thể chương trình này không có cần tới MC nữa rồi. Hay quá đi anh. Mà anh Hoàng Phúc Đờn, em phải công nhận là cái ngón đờn của anh nó lửa vô cùng tuyệt vời. Bắt Hoàng Nguyện hay quá. Wow. Cô Bảy từ San Diego, bữa nay chương trình Đỗ Thanh hay lắm. Có Hoàng Phúc và Lê Khiêm và hai người nghệ sĩ tuyệt vời đã mang đến những âm hưởng món đàn rất hay. Cô cảm ơn Đỗ Thanh và Đài Hồn Việt TV, gia đình cô 8 người đang theo dõi chương trình. Rất là cảm động những câu ca vọng cổ. Và cô xin yêu cầu Bình Trang với ngón đàn Hoàng Phúc thêm vài câu cổ nhạc. Chúc Đài Hồn Việt luôn thành công và thương yêu Đài Hồn Việt nhiều lắm. À, Đỗ Thanh phải thưa với quý khán thính giả là điều mà tại sao trong chương trình Đỗ Thanh Live Show em lại làm những chương trình nhiều màu sắc. Bởi vì một người nghệ sĩ như chị Bình Trang hay là anh Hoàng Phúc hay là anh Minh Phương, anh Lê Khiêm, nếu như mình có được một cái nguồn sáng tác, có một cái cảm hứng tự do, thoải mái trong công việc thì sẽ bộc phát được cái tính chất nghệ thuật. Và Đỗ Thanh đang hạnh phúc để có được điều đó. Thưa quý vị, sao em với chị Bình Trang rất là thân, chị em cũng gần mười mấy năm rồi ha. Thưa quý vị, là Đỗ Thanh cũng mạo muội mê cổ nhạc quá đi, mà mê dòng nhạc của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, nhất là bài Áo Mới Cà Mau. Bởi vì trong cái bài này nó cũng có một ít gì bùn lầy phèn giống như cái thở thơ ấu của em, đúng không? Cho nên Đỗ Thanh mới mạo muội viết thành Tân Cổ Giao Duyên. Vậy thì quý khán thính giả nghe rồi cùng chia sẻ với em nha, với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Bình Trang và ngón đàn của nhạc sĩ Hoàng Phúc. Kính mời quý vị. Bài ca Áo Mới Cà Mau, nhạc của Thanh Sơn, cổ của Đỗ Thanh và cùng với nhạc sĩ Hoàng Phúc. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mai chèo sông ông đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về lại đất phương Nam mà nhớ mà thương cho người khai quang mở đất. Rừng đất mênh mông con cò không mỏi cánh, gạo chở nước sông gồng gánh nuôi con cho đến khi khôn lớn nên người. Bồi đắp chính dòng sông bát ngát, ruộng lúa đầy đồng tôm cá đầy sông. Quê của tôi với câu hò giọng cổ, nghe ấm lòng người xứ sở quê hương. Áo mới Cà Mau trên ruộng đồng bát ngát, ai đi xa mà không thương không. Oh,
thương em đừng để duyên lỡ thời. Tội nghiệp khi nghe sắc xe con tim tôi, chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe mũi gửi lời thương thương nhớ nhớ. Sao người đã ra đi mà mãi mãi chưa về. Thương nhớ quê hương mình, bao tháng năm xa lìa còn là tình cố hương, lòng vẫn hoài sắc son. Bao nhớ thương mong chờ, ngày xa đi vẫn mong quay về. Còn thương bóng dáng con đò, bờ sông nhớ bóng thuyền xưa. Xưa soạn đẹp hơn Cà Mau, đường đi không khó mà chỉ khó có sông với đò. Em đứng mình ơn một hương, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Về lại đất năm căn mà thương mà nhớ, xứ sở đượm tình đất thấm nghĩa hồn quê. Ai đi xa cách muôn phương, nhớ mãi quê mình đất mũi Cà Mau. Cảm ơn chị Bình Trang rất là nhiều. Nếu như quý khán thính giả hay là quý tác giả nào mà sáng tác một nhạc phẩm của mình mà được ngồi bên cạnh một người nghệ sĩ mà trình diễn thì mới cảm nhận được cái sự hạnh phúc của em ngày hôm nay. Khi mà mạo muội chuyển thể thành Tân Cổ Giao Duyên, em cũng không ngờ rằng vì tiếng hát của nữ nghệ sĩ Bình Trang đã làm mượt mà những lời văn, và vì lời viết tân nhạc của cố nhạc sĩ Thanh Sơn quá hay, cho nên đã làm cho nhạc phẩm này. Và Đỗ Thanh muốn gửi tặng cho tất cả quý khán thính giả nào ở tại đất mũi Cà Mau. Chị Lan ở Minnesota nghe chương trình Đỗ Thanh rất là hay, chị muốn hỏi Hoàng Phúc có CD đánh đàn những bài giọng cổ hay không? Có thưa chị Lan. Chỉ đàn thôi, không cần nghe hát cũng hay, nghe hát lại càng tuyệt vời hơn. Hôm nay chị rất thích, tất cả nghệ sĩ đều chị đều mến mộ. Chị mong Đỗ Thanh càng ngày thành công và có nhiều nghệ sĩ hay như vậy để ủng hộ bà con. Chúc Đài Hồn Việt luôn càng ngày càng thăng tiến và có thể tăng thêm thời gian cho chương trình. Dạ thì để em thưa chuyện với chị Mai Khanh, tổng giám đốc của Đài Hồn Việt. Bác Tám coi chương trình, nếu bác ở gần bác sẽ hôn mỗi người một cái. Dạ, sướng chưa? Thời dạ, gian hôm nay qua mau quá. Thật sự khi gặp gỡ anh em nghệ sĩ, Đỗ Thanh không có muốn chia tay, nhưng mà thật sự thưa quý vị, càng nói sẽ càng thiếu, bởi vì không thể nào anh em nghệ sĩ nói hết được tấm chân tình mà quý khán thính giả đã dành cho anh em nghệ sĩ ở đây nói riêng, cho tất cả ban giám đốc và cộng sự viên của Đài Hồn Việt trên 8 năm qua. Thì thôi, mỗi ngày càng thăng tiến hơn, và trong một thời gian